Chỉ cần có đường vân này trong lòng bàn tay, dù nam hay nữ đều giàu có, quyền lực và phú quý. Trong lòng bàn tay có một dải vân đặc biệt được cho là biểu tượng của sự giàu có, phú quý và quyền lực. Đường vân này không chỉ là một yếu tố trang trí, mà còn là dấu hiệu của vận mệnh và sự thành đạt trong cuộc sống. Chỉ cần có đường vân này hiện diện, cuộc sống của bạn thường trở nên sung túc và giàu có hơn, mở ra cánh cửa của thành công và phú quý. Cùng tử vi cổ học theo dõi nội dung video để biết đó là những đường vân tay nào và bạn có may mắn sở hữu chúng không nhé. Đường vân sinh mệnh và đường trí tuệ cắt nhau, kéo ra khỏi lòng bàn tay. Nếu hai đường sinh mệnh và trí tuệ cắt nhau, kéo dài ra khỏi lòng bàn tay, điều này thường chứng tỏ bạn có tài năng hoặc sức mạnh kinh tế đáng kinh ngạc. Đường vân tay này không chỉ là dấu hiệu của sự giàu có, mà còn là biểu tượng cho sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Những người có kiểu bàn tay như thế này thường được xem là có tiềm năng lớn để đạt được mục tiêu và thăng tiến trong sự nghiệp. Có thể nguồn tài chính khổng lồ này được tích lũy thông qua sự làm việc chăm chỉ và thông minh của bản thân, hoặc đôi khi là do họ được hưởng lợi từ gia đình hoặc nhận được một món quà may mắn nào đó. Tuy nhiên, điều đặc biệt là phần lớn những người có kiểu bàn tay như thế này thường xuất thân từ gia đình giàu có và quyền thế. Mặc dù có sự yêu ái từ gia đình, những người này không bao giờ dựa dẫm vào sự hậu thuẫn của người thân, mà luôn tự lực vươn lên bằng chính năng lực và sự sáng tạo của mình. Họ biết rõ rằng sự thành công thực sự đến từ nỗ lực và kiến thức, không chỉ là do tài chính. Với lòng quyết tâm và sự chăm chỉ, tương lai của những người có đặc điểm này thường rất sáng sủa. Họ không ngừng tiến về phía trước, bước đi vững chắc trên con đường của thành công và thịnh vượng. Mỗi bước tiến của họ đều là một bước tiến mới trong việc thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Cuộc sống sau này của họ thường là sự phản ánh rõ ràng của sự nỗ lực và kiên trì. Lòng bàn tay có vân hình sao. Vân hình sao nằm trên gò thủy tinh dưới ngón tay út là một trong những biểu tượng đặc trưng của vận mệnh giàu sang và phú quý. Đặc điểm của vân hình sao là những vân ngắn đan xen với nhau, hình thành giống như ngôi sao, tượng trưng cho sự tỏa sáng và thành công. Người sở hữu vân hình sao thường được xem là may mắn và được yêu ái từ vận mệnh. Cuộc sống của họ thường trôi chảy thuận lợi, với sự giàu sang và thành công đến từng bước. Tài sản của họ tăng lên đáng kể và hậu vật của họ thường được an nhàn và ổn định. Sự thành công và phát đạt của họ không chỉ làm cho bản thân họ hạnh phúc, mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi để con cái của họ cũng được hưởng cuộc sống sung túc và thành công. Ngoài ra, người có chỉ tay đại phú quý ở vân hình sao cũng được coi là người về già được hưởng phúc lộc từ con cháu. Sự giàu có và thành công của họ không chỉ kết thúc ở mức cá nhân, mà còn lan tỏa đến hậu duệ của họ, tạo nên một dòng họ vững mạnh và phát triển. Vì vậy, không chỉ về mặt tiền bạc, mà về mặt cuộc sống và gia đạo, người có vân hình sao thường được đánh giá là có cuộc sống tốt đẹp, viên mãn và hạnh phúc. Sự hiện diện của vân hình sao không chỉ là dấu hiệu của sự may mắn, mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vân tay hào trạch. Đường vân nằm dưới ngón tay đeo nhẫn thường được gọi là một dấu hiệu của sự may mắn và thành công trong cuộc sống. Ai may mắn sở hữu đường vân này thường được xem là có phần trời cho, với tài lộc rực rỡ và nhiều cơ hội mở ra trước. Đặc điểm này thường được biểu hiện qua những dấu vân rõ ràng, hình thành một đường vân chắc chắn và đồng đều dưới lòng bàn tay. Có đường vân nằm phía dưới ngón tay đeo nhẫn thường đi kèm với nhiều ưu điểm về tài chính và kinh doanh. Họ thường dễ phát triển và thành công tại mọi lĩnh vực, có nhiều cơ hội kiếm tiền và dễ dàng kinh doanh chuyên ngành.
khả năng sở hữu công ty hoặc tập đoàn lớn không còn là điều xa xỉ với họ, bởi vì sự may mắn và tài năng kinh doanh của họ thường đặc biệt. Ngoài ra, đường vân này cũng thường được biểu thị sự linh hoạt và sự thông minh trong kinh doanh. Họ không chỉ có khả năng nhận biết và tận dụng cơ hội một cách nhanh chóng, mà còn có khả năng điều hành và quản lý kinh doanh một cách hiệu quả. Điều này giúp họ tạo ra một mạng lưới kinh doanh rộng lớn và ổn định, giúp họ tiến xa hơn trong sự nghiệp và thu được nhiều thành công hơn nữa. Tuy nhiên, dù có sự may mắn và tài năng kinh doanh, nhưng người sở hữu vân tay này vẫn cần phải làm việc chăm chỉ và kiên trì để duy trì và phát triển sự thành công của mình. Sự thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng, và họ cần phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trên con đường của mình. Tuy nhiên, với sự tự tin và quyết đoán, họ có khả năng vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu một cách xuất sắc. Vân tay đen. Vân này dù thoạt nhìn giống một nốt ruồi đen, nhưng thực tế lại lớn hơn nhiều so với nốt ruồi thông thường. Sự xuất hiện của vân này thường được coi là một dấu hiệu của sự may mắn và thành công trong cuộc sống. Nhưng người sở hữu vân này thường được cho là có tiềm năng phát lộc và số mệnh giàu sang phú quý. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi nắm bàn tay, vân đen này phải nằm gọn trong lòng bàn tay. Nếu nó lộ ra ngoài, điều này thường không được coi là tốt. Điều này có thể được hiểu như một giạc bảo vệ, như một cách để giữ cho sự may mắn và thành công không bị gián đoạn hoặc mất đi. Sự hiện diện của vân đen này thường liên quan đến sự giàu sang và phú quý, nhưng cũng có thể đòi hỏi sự cẩn trọng và quản lý thông minh từ người sở hữu. Việc sử dụng tài sản và tài năng một cách có trách nhiệm và cân nhắc là điều cần thiết để duy trì và phát triển sự thành công. Ngoài ra, vân đen này cũng có thể được coi là một biểu hiện của sức mạnh bên trong, sự tự tin và lòng kiên nhẫn trong việc đối diện với những thử thách và khó khăn, có thể giúp người sở hữu vân này vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Tóm lại, vân đen này mang lại một số may mắn và cơ hội tốt trong cuộc sống, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn thận và quản lý thông minh để tận dụng mọi cơ hội một cách hiệu quả và duy trì sự thành công. Lòng bàn tay có vân phú tài. Vân phú tài cũng được gọi là vân tài lộc, thường nằm ở đốt đầu tiên của ngón cái và nằm ngay lòng bàn tay, ở giữa ngón út và ngón đeo nhẫn. Đặc điểm của vân này thường là những đường nhỏ cắt nhau, chồng chéo lên nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp và đa dạng. Trong nhân tướng học, vân tài phú được xem là dấu hiệu của sự thành công và phú quý trong cuộc sống. Người sở hữu vân tài phú thường không phải lo lắng về việc kiếm tiền hay đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống, bởi vì họ đã được ưu ái với sự thông minh và tài giỏi. Họ có khả năng kiếm tiền một cách dễ dàng và hoàn toàn tự chủ và độc lập trong cuộc sống. Một khi sở hữu được khối tài sản kha khá trong tay, những người này thường biết cách phát triển bản thân lên một tầm cao mới. Sự giàu có và quyền lực không chỉ là mục tiêu cá nhân, mà còn là phương tiện để họ có thể thay đổi cuộc sống của người khác và góp phần vào sự phát triển của xã hội. Họ có thể trở thành những người quyền lực và ảnh hưởng, có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Nhìn chung, những người sở hữu vân tài phú thường được mô tả là những người giỏi giang và thành đạt, với cuộc sống tràn ngập hào quang và thành công. Hậu vận của họ thường là sung túc và đầy đủ, nhưng đôi khi cũng có những trăn trở về mặt tình cảm, bởi vì tiền bạc và quyền lực không phải tất cả trong cuộc sống. Điều quan trọng là họ có thể biết cách cân bằng và trân trọng mọi khía cạnh của cuộc sống để đạt được sự hạnh phúc và viên mãn. Vân tay tài vận. Vân tài vận, hay còn gọi là đường vân tài, là đường vân tay nằm ngay dưới ngón tay đeo nhẫn, kéo dài theo phương thẳng đứng xuống phía dưới lòng bàn tay. Đây là một trong những dấu hiệu được coi là đặc biệt trong nhân tướng học.
thường biểu thị sự giàu có và thành công trong cuộc sống. Người sở hữu vân này từng được cho là có tài trong kinh doanh và buôn bán. Làm việc trong lĩnh vực này, họ thực sự rất hợp lý và họ có khả năng thu hút, sử dụng tài chính một cách thông minh và hiệu quả. Tiền tài dường như luôn dồi dào và không ngừng trào dâng, mang lại cho họ sự ổn định và phong phú trong cuộc sống. Khả năng này không chỉ giúp họ thành công trong kinh doanh, mà còn làm cho họ trở thành những nhà đầu tư thông minh và thành công. Ngoài ra, người sở hữu vân này thường giỏi về các giao dịch tài chính khác, không chỉ đơn thuần là kinh doanh buôn bán, mà còn là các loại hình đầu tư, giao dịch chứng khoán và bất động sản. Khả năng phân tích và đánh giá rủi ro của họ thường rất cao, giúp họ đạt được lợi nhuận lớn từ các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sự thành công và giàu có không đến một cách dễ dàng. Người sở hữu vân tay này cần phải làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn để duy trì và phát triển thành công của mình. Họ cũng cần phải cân nhắc và quản lý tài chính một cách thông minh để tránh những rủi ro không mong muốn. Tuy nhiên, với sự thông minh và sự cố gắng, họ có thể tạo ra một cuộc sống sung túc và thành công một cách bền vững. Trong cuộc sống, sự may mắn thực sự có thể là một yếu tố quan trọng đối với thành công và phát triển cá nhân. Có những người may mắn được sinh ra với những đặc điểm vân tay mang lại tài lộc và phú quý, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong hành trình đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. Tuy nhiên, chúng ta không nên đặt quá nhiều niềm tin vào sự may mắn, bởi đó chỉ là một phần nhỏ trong hành trình của chúng ta. Để sự may mắn có thể được phát huy và bền vững, chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ, kiên trì và cống hiến hết mình vào những gì chúng ta đang làm. Học tập là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển cá nhân, giúp chúng ta nắm bắt, hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh và về bản thân. Bằng cách làm việc chăm chỉ và kiên trì, chúng ta có thể phát triển kỹ năng, năng lực của mình, tạo ra những cơ hội mới và đạt được thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, không chỉ làm việc một cách cơ cấu, chúng ta cũng cần phải tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống. Sự giàu có và thịnh vượng có ý nghĩa nhiều khi chúng ta có thể chia sẻ và góp phần vào sự phát triển của cộng đồng xung quanh. Bằng cách cống hiến hết mình cho người khác và sống với lòng nhân ái, chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng tốt đẹp hơn và tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân và người khác. Tóm lại, dù sự may mắn có thể giúp ta có một khởi đầu thuận lợi, nhưng để thực sự đạt được hạnh phúc và giàu có, thịnh vượng, chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ và kiên trì cống hiến hết mình, cùng với sự nhân ái và lòng trắc ẩn trong hành động của mình. Đó là chìa khóa biến giấc mơ thành hiện thực và tạo ra một cuộc sống đáng sống, đầy ý nghĩa và hạnh phúc.